Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã có quyết định bổ nhiệm bà Lê Thanh Tùng, trưởng phòng khoa giáo, văn xã thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nhật, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng. Tiếp nhận bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. Điều động ông Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đến nhận công tác tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng. Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh mong muốn các đồng chí nhận được quyết định tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.